Vâng, em Tuấn chào các bác nhé. Clip này em Tuấn sẽ test cho các bác đôi loa Phi Vây của Mỹ, được thiết kế với một kèn 50, một bát 40. Tất cả con này đều là thiết kế vỏ nỉ. Bác nhìn chi tiết này, từng lớp nỉ của nó này. Nỉ của nó phải nói luôn là gần như đôi loa này phải gần như mới luôn. Đôi Phi Vây này có clip khui hàng rồi. Con này cao gần 90, chiều ngang 50, hơn 50 đấy. Chiều sâu tầm 45. Bác nào cần kích thước chi tiết thì em báo cho. Con này các bác có thể làm sân khấu sự kiện hoặc ngoài trời, kể trong nhà những căn phòng to. Ở những cái chóa kèn như này thì các bác có thể thiết kế sơn theo màu uy thích, tùy thích của các bác. Còn đây là bản nguyên bản của nó. Đôi Phi Vây này có mức giá là 18 triệu 900 bác nhé. Phi Vây 18 triệu 900. Tem mác đằng sau còn nguyên luôn. Tem mác đằng sau còn zin tất. Còn zin tất ạ. À. Đây, ôi nhỉ. Tem mác đằng sau còn zin tất, công suất 500W. 500W, hàng made in USA, còn cả tem giấy luôn. Còn cả tem giấy hai con nhá, còn hết cả tem giấy luôn. Con này phải nói là đẹp xuất sắc, sau đây em Tuấn sẽ test karaoke cho bác. Đôi này không hay, không lấy tiền của bác luôn. Em Tuấn đang đánh với lại con đẩy Crown 800 CSL kìa. Đẩy Crown. Đấy, đôi này em đánh luôn tại ngoài trời bác nhá. Em đánh những đôi loa như này đánh không gian ngoài trời thoải mái các bạn. Thoải mái luôn. Không có gì cả. Này, đặt đây cho nó thoáng đi các bạn. Em sẽ test karaoke cho bác. Thôi hát nó không hay lắm đâu nhưng mà mục đích là test nhạc cho các bác thôi. Đấy. Đôi loa này mức giá báo luôn cho bác nhé, 18 triệu 900. Bác nào có nhu cầu thì điện với em. Còn xác định là mặc cả thôi, khỏi hỏi. Những đôi loa Mỹ còn đẹp còn mới như thế này. Em sẽ test hát với lại con mic bay ở vỉ tím. Đây là con này là hàng cao cấp này. Mức giá 3 triệu 6. Còn một loại cũng giống như thế này nhưng mà đời trước tay thì nó không cái gì kiểu này thì 2 triệu 9. Đây em mời các bác đi. Sau đây sẽ test cho các bác đôi loa Phi Vây này. Đôi này đến từ Mỹ. Đấy. Kích thước chiều ngang ngang 60. Chiều sâu gần 50. Tính cả dưới là 50. Chiều cao thế nào? Chiều cao 90, gần 90. Sau đây mời các bác vào tặng test. Đôi này có mức giá là 19 triệu của... Đâu? 18 triệu 9. Mời các bác. Ca khúc đất nước của anh nhé. Chuyển sang giọng chút đi. Xin hát về đất nước ơi, xin hát về mẹ, tổ quốc ơi.
quân thù phía Nam phía Bắc, vai lại lại người cay cay ra ơi. Đấy, còn bác nào thích vang có vang nhé, có cả vang số và vang cơ, tùy các bác thôi. Đấy, hẹn gặp lại các bác ở clip sau. Nó là quá chất cho bác rồi, bền rất là ấm áp.